Ngày 14 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 3.10 2023-2024 hệ không tập trung. Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 3.10 2022-2023 hệ không tập trung có 51 học viên là cán bộ đảng viên giữ chức danh lãnh đạo và dự nguồn các chức danh lãnh đạo của các chi đảng bộ thuộc diện quản lý của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thời gian học tập từ ngày 14 tháng 9 năm 2023 đến hết quý 4 năm 2024. Với 5 học phần gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương hoặc ngành và kiến thức bổ trợ. Những kiến thức được trang bị sẽ giúp các học viên có phương pháp luận khoa học, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.